hiểm với em à. Chỉ cho thấy lý thuyết thôi, không có chỉ cho thực tế. Thật ra đi, nếu đi mùa hè thì đường này nó gần. Thế nên mình đi lốc này, cái lốc thường là nó trượt ở dưới kia. Xe nãy nó đi ngược chiều mình, nó cũng tới đó, nó dè lại đó. Chỗ cái vết xe, bánh xe nó quay lại, nó dè ở chỗ mình dè luôn.
quay lại ngã ba lúc nãy. Kyoto đi lên thì đỡ hơn. Từ Kyoto á. Chứ còn đây mình không phải ở đây. Từ thành phố Kyoto á. Mình là bên phía Kyoto mình đi qua. Bốn chỗ ghế đi được, các bằng trước đi sạch. Xe bốn chỗ xe ghế đi được. Xe mình đi. Xe nó không giống xe mà không phải lắp bánh đi. Mà xe gầm thấp xe ghế mà nó đi được, xe mình cũng đi được. Dốc này như lên dốc chỗ bệnh viện chỗ ông phòng nó nằm á. Xe kê đi lên được rồi, mình cũng xuống được. Bây giờ bắt đầu đổ dốc. Nãy giờ mình lên dốc, lại đổ dốc.
chặt.